trắng rảm là tuần gì trắng đi. Nó to không nặng, nó còn bị ra nữa. May quá rồi. To là nặng sau mọi người gió bị. Thì lần tay bị cho. Cái hổng là hơi dấu dấu, mình cứ cải thiện thôi. Mình chích bao thuốc với mình chăm chăm nhiều lần khi nó khô, nó đầy bớt nó nằm nằm được. Nói cho nhiều lúc nó là vẫn không bị xìu á. Không lấy nổi luôn, mấy cái hộp đại học còn sai lạnh á, không lấy nổi gì to ghê luôn á. Đi mùng 8 nhiều nè. Không thấy chứ, mà cái đầu cũng rổ rồi. Lâu nó phải lành thôi. Nó rổ hết mà đây. Dạ em lấy cho cái bình 150 nữa, với bình sữa mặt 150 nữa là ok, thằng nữa rồi.
còn đòi dù gì đấy.